30, các bạn cũng đâm kim móc vào cái trên bính trên mỗi móc kép đầu tiên ở đây, móc cho mình 3 mũi bính, sau đó mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép, tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ô đầu tiên, móc 2 mũi móc kép, sau đó 2 bính và 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào cái chân ở phía dưới này, móc cho mình một mũi móc kép, sau đó móc 3 mũi bính, tiếp tục thêm một mũi móc kép nữa, móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép, sau đó là 2 mũi bính, tiếp tục 2 mũi móc kép, móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào bên này, móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở chỗ này, sau khi móc đến chỗ 6 mũi móc kép ở đây, các bạn sẽ không thêm bính cho mình. Chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này luôn, móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta sẽ có 6 mũi móc kép tất cả. Sau khi móc 6 mũi móc kép này, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào ô chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình 2 mũi móc kép. Móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào cái chân mũi móc kép ngay chỗ này, móc cho mình một mũi móc kép, sau đó móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc thêm một mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc và bên này móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính. Tiếp tục móc thêm 2 mũi móc kép nữa. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào bên này, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Như vậy chúng ta đã vừa kết thúc được hai ô ở hàng 30 giống như thế này. Các bạn đến đây thì chúng ta sẽ không thêm bính. Các bạn cứ đâm kim móc qua phía bên này luôn, móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng 30. Sau khi các bạn móc xong hàng 30, đến hàng 31 các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó mỗi một chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào đây và móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa giống như thế này. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào cái chân móc, cái chân mũi móc kép ở phía dưới này, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó móc lên 4 mũi bính, ở phía bên này các bạn cũng móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới này, móc cho mình 2 mũi móc kép đầu tiên, sau đó 2 bính và 2 mũi móc kép nữa. Móc lên 3 mũi bính ở chỗ này, mỗi một chân móc các bạn móc liền cho mình là một mũi móc kép, mỗi một chân chỉ một mũi móc kép thôi. Ở đây mình sẽ có tất cả là 12 mũi móc kép.
Sau khi móc xong 12 mũi móc kép này, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào đây và móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó 2 bính. Tiếp tục 2 mũi móc kép cùng chân ở phía dưới này. Móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào chân móc ở chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào mũi móc kép chỗ này, móc 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình tất cả là 4 mũi móc kép và 2 mũi bính. Đầu tiên là 2 mũi móc kép. Sau đó 2 bính và 2 mũi móc kép cùng chân ở phía dưới này. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Các bạn đâm kim móc vào đây và móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Có tất cả là 12 mũi móc kép. Sau khi móc xong 12 mũi móc kép này, các bạn cũng móc lên cho mình 3 bính. Như vậy chúng ta vừa kết thúc được 2 ô ở hàng 31 giống như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 31 đến hàng 32, các bạn cũng móc cho mình lên 3 mũi bính. Sau đó chân đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân thứ hai móc một mũi móc kép. Chân thứ ba móc một mũi móc kép. Chân thứ tư móc một mũi móc kép và ở chân thứ năm này các bạn bỏ qua, mình sẽ không móc vào chân này. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào ô đầu tiên ở chỗ này, móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính ở giữa giống như thế này. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào hai chân móc ở phía dưới này, móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào dây bính ở phía giữa này, móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây mình có 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên cho mình 2 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính giống như thế này, chúng ta có 2 bính ở giữa. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Ở trên móc đầu tiên và trên móc cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có tất cả là 9 mũi móc kép liền nhau giống như thế này. Mũi đầu và mũi cuối mình sẽ không móc. Sau đó các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính. Một, hai, ba. Đâm kim móc vào ở giữa chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới cùng trên, móc 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta sẽ có 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào dây bính ở giữa này, móc cho mình một mũi móc kép.
Sau đó móc lên hai bính. Tương tự đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Tiếp tục 3 bính. Đâm kim móc vào chỗ này, móc 4 mũi móc kép và 2 mũi bính. Đầu tiên là 2 mũi móc kép. Sau đó 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc thêm 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Qua phía bên này, chân đầu tiên và chân cuối cùng mình sẽ không móc, bỏ qua. Đâm kim móc vào chân thứ hai, móc một mũi móc kép. Tiếp tục mỗi một chân là một mũi móc kép cho đến đến chân gần kế thì mình sẽ không móc cái chân cuối cùng. Ở đây mình sẽ có tất cả là 9 mũi móc kép. Xin lỗi các bạn, đây mình sẽ có tất cả là 10 mũi móc kép mới đúng. Tại vì ở phía dưới mình có 12 rồi, và trên đầu trên cuối mình bỏ qua thì ở chỗ này mình chỉ còn 10 mũi thôi. Tiếp tục móc lên 3 bính và lặp lại như ô đầu tiên mình vừa mới móc. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 32, đến hàng 33 các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có 3 mũi móc kép và ở chân cuối cùng này các bạn bỏ qua không móc. Tiếp tục sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa này. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ hai các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc 1 mũi móc kép. Sau đó là 3 mũi bính, tiếp tục 1 mũi móc kép ở phía dưới cùng chân. Móc lên 2 bính, ở chân đầu tiên bên này các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Chân thứ hai các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Sau đó móc lên 3 mũi bính ở phía chỗ này, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Chúng ta sẽ móc bắt đầu từ chân thứ hai, móc mỗi một chân là một mũi móc kép cho mình. Chân các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào cái chân thứ hai bên này, móc cho mình một mũi móc kép. Chân đầu tiên và chân cuối các bạn bỏ qua không móc. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình thêm 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Ở chân móc đầu tiên chỗ này các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ hai các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào chân này, móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc 1 mũi móc kép.
tiếp tục móc lên hai bính. Chân đầu tiên phía bên này các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân thứ hai các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên ba bính. Đâm kim móc vào chỗ này móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Đầu tiên là 2 mũi móc kép. Sau đó 2 bính và 2 mũi móc kép nữa. Móc lên 3 bính. Như vậy là chúng ta đã vừa xong ở cái hàng 33, các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 33 đến hàng 34, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó móc mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có 2 mũi móc kép và chân cuối cùng ở đây các bạn không móc bỏ qua. Móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới này, móc 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Ở trên móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Trên móc thứ hai các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Trên móc thứ ba các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình hai mũi bính, đâm kim móc vào giữa ở chỗ này, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó là hai mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân này, các bạn lại móc cho mình hai mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên hai bính, đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình một mũi móc kép. Như vậy ở giữa chỗ này chúng ta sẽ có tất cả là 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở chỗ này. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên móc 1 mũi móc kép, đâm kim móc vào chân móc thứ 2 móc 2 mũi móc kép chụm chân, đâm kim móc vào chân móc thứ 3 móc cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, tương tự các bạn cũng móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Ở phía bên này, chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng các bạn bỏ qua. Các bạn sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ 2 và móc cho mình ở chỗ này mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc qua phía bên này, móc 2 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc tiếp cho mình 2 mũi móc kép nữa. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Ở trên móc đầu tiên, các bạn chỉ móc cho mình 1 mũi móc kép. Trên móc thứ 2, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Trên móc thứ ba các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó móc lên hai bính. Đâm kim móc vào giữa này móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục hai bính. Thêm hai mũi móc kép cùng chân ở phía dưới này. Sau đó móc lên hai bính và một mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên ba bính. Xin lỗi các bạn, chỉ 2 bính thôi. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào trên móc đầu tiên ở đây, móc 1 mũi móc kép. Trên móc thứ 2, móc 2 mũi móc kép chụm chân. Trên móc thứ 3, móc 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào giữa này, móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Mới đầu là hai mũi bính, hai mũi móc kép, sau đó là hai bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới, móc thêm hai mũi móc kép nữa. Móc lên ba bính. Chỗ này tương tự chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân thứ hai, móc một mũi móc kép. Chân thứ 3 một mũi móc kép. Chân thứ 4 một mũi móc kép.
Chân thứ 5 một mũi móc kép, chân thứ 6 một mũi móc kép và chân thứ 7 một mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng 34 này. Sau khi các bạn móc xong hàng 34 đến hàng 35, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Ở trên móc đầu tiên, các bạn đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây mình chỉ có một mũi móc kép và trên bên cạnh này thì mình sẽ không móc. Ở đây mình sẽ không thêm bính. Các bạn đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa giống như thế này. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Ở trên móc đầu tiên, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Chân móc thứ 2, các bạn móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ 3, 1 mũi móc kép. Và chân móc thứ 4, 2 mũi móc kép cùng chân. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào ở giữa chỗ này. Các bạn móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Ở chỗ này mình không thêm bính. Đâm kim móc vào phía chỗ này. Các bạn móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính. Tiếp tục móc lên 2 bính, tương tự như phía bên kia. Chân móc đầu tiên 2 mũi móc kép chụm chân, chân móc thứ 2 1 mũi, chân móc thứ 3 1 mũi và chân móc thứ 4 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính và ở chỗ này chúng ta cũng có là 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ ở giữa. Đến bên này các bạn không thêm bính. Đâm kim móc vào đây và ở trên móc đầu tiên các bạn bỏ qua, trên móc cuối cùng bỏ qua. Đâm kim móc vào chân thứ 2, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây mình có 4 mũi móc kép. Sau khi móc xong 4 mũi móc kép này mình không thêm bính. Các bạn đâm kim móc qua phía bên này luôn cho mình móc 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới móc 2 mũi móc kép. Sau đó móc 3 bính, 1 2 3. Trên móc đầu tiên móc 2 mũi móc kép chụm chân. Trên móc thứ 2 móc 1 mũi móc kép. Trên móc thứ 3 móc 1 mũi móc kép. Trên móc thứ 4 móc 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào ô giữa này, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép và 2 mũi bính. Đầu tiên là 2 mũi móc kép, sau đó 2 bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc thêm 2 mũi kép nữa. Ở đây mình sẽ không thêm bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc 4 mũi móc kép và 2 mũi bính xen kẽ. 2 bính, 2 kép. Tiếp tục 2 mũi bính. Ở trên móc đầu tiên là 2 mũi móc kép chụm chân. Trên móc thứ 2 và thứ 3, mỗi một chân là một mũi. Trên móc cuối cùng, 2 mũi kép chụm chân. Ở đây mình sẽ không thêm bính. Các bạn, chỗ này mình sẽ thêm 3 mũi bính. Xin lỗi. Đâm kim móc vào đây và móc cho mình 4 mũi móc kép và 2 mũi bính. Sau khi móc xong cái ô này thì chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này luôn. Các bạn sẽ không thêm bính cho mình. Chúng ta tương tự thì trên móc đầu tiên và trên móc cuối cùng mình sẽ không móc. Ở đây mình sẽ có 4 mũi móc kép. Sau khi móc xong 4 mũi móc kép này thì mình cũng đâm kim móc qua bên này luôn, không thêm bính. Móc 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc thêm 2 mũi móc kép.
móc lên 3 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này. Sau khi các bạn móc xong hàng 36 đến hàng 37, các bạn móc lên cho mình 6 mũi bính giống như thế này. Ở trên móc đầu tiên này mình sẽ ở trên móc đầu tiên chỗ này mình sẽ bỏ qua không móc. Các bạn cứ móc thẳng lên cho mình 6 mũi bính. Sau đó ở ô đầu tiên ở chỗ này các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính và thêm 2 mũi móc kép cùng chân ở phía dưới. Tiếp tục các bạn móc cho mình 2 mũi bính. Ở đây cứ mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 mũi móc kép. Tiếp tục. Ở đây mình sẽ móc một bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 bính và 2 mũi móc kép. Ở giữa chỗ này mình sẽ móc 3 mũi bính. Chúng ta không có đâm kim móc vào đây, các bạn đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, sau đó là 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây tương tự mình cũng có 6 mũi móc kép. Móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và 2 mũi móc kép. Tiếp tục, ở đây mình chỉ móc một mũi bính thôi. Chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua, đâm kim móc vào chân thứ hai và chân thứ ba, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta sẽ còn 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên một mũi bính, đâm kim móc vào phía bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Đầu tiên ở đây mình sẽ đâm kim móc. Ở đây chúng ta có một mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới. Chân đầu tiên bỏ qua, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc một mũi móc kép. Đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một mũi móc kép. Sau đó móc lên một mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này. Chúng ta móc hai mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên hai bính. Tiếp tục đâm kim móc cùng chân, móc thêm cho mình hai mũi móc kép nữa. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi móc kép và cứ mỗi một chân móc các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép mà thôi. Ở đây mình sẽ có tất cả là 6 mũi móc kép. Sau khi móc xong 6 mũi móc kép này, các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính, đâm kim móc vào ô chỗ này, móc 2 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 2 bính, tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới cùng ô, móc cho mình thêm 2 mũi móc kép nữa. Sau đó móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ô chỗ này, móc 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình thêm 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Tương tự ở chỗ này, mỗi một chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi móc kép mà thôi. Ở đây chúng ta cũng có 6 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc 2 mũi móc kép. Sau đó 2 bính, thêm 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 1 mũi bính, đâm kim móc vào chân thứ 2 và chân thứ 3, móc mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Trên đầu và trên cuối thì mình sẽ không móc.
Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng 37, ở đây mình sẽ móc một mũi móc kép vào cái chân thứ hai ở đây. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi móc trượt ở cái mũi bính thứ ba, nối lại để chúng ta kết thúc hàng 37. Lên đến hàng 38, các bạn sẽ móc cho mình mũi dời để dời kim móc vào trong này. Tiếp tục móc lên 3 bính, 1 mũi kép, 2 bính, 2 mũi kép. Sau đó móc lên cho mình 3 mũi bính ngay đây. Tiếp tục móc mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta cũng có tất cả là 6 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép đầu tiên. Sau đó 2 bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào giữa cái sợi dây bính ngay chỗ này, móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ô bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Ở đây mình có 6 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ở phía dưới, móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và 2 mũi móc kép. Ở đây mình chỉ có lên một bính thôi. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên một mũi bính, sau đó đâm kim móc vào ô bên này, móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chỗ này và móc mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc thêm cho mình 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới cái sợi dây bính này, móc một mũi móc kép. Móc lên 3 bính. Bên này tương tự móc 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính, 2 mũi móc kép cùng chân. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Chỗ này mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ở chỗ này, móc 2 mũi móc kép. 2 bính, 2 mũi móc kép. Móc lên 1 mũi bính, đâm kim móc vào giữa phía dưới này, móc 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 1 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này. Chúng ta lặp lại ô đầu tiên. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc hết hàng 38 đến hàng 39, các bạn cũng dời kim móc vào giữa này cho mình. Sau đó các bạn móc lên cho mình một mũi, 3 mũi bính, tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này, mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 mũi móc kép.
Tiếp tục móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào ô chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc thêm cho mình 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào trên mũi móc kép ngay chỗ này, móc cho mình 1 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình thêm 2 mũi móc kép nữa. Sau đó các bạn móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Qua phía bên này, mỗi một chân móc các bạn cũng móc cho mình 1 mũi móc kép mà thôi. Ở đây chúng ta cũng chỉ có 6 mũi móc kép. Sau khi móc xong 6 mũi móc kép này, các bạn cũng móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau khi móc xong 2 mũi móc kép này, các bạn không thêm bính, chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này luôn. Móc cho mình 2 mũi móc kép. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được một ô đầu tiên ở hàng 39 giống như thế này. Các bạn đầu tiên thì các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó đâm kim móc qua phía bên này, mỗi một chân móc là 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào phía dưới này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính. Đâm kim móc cùng chân ở phía dưới, móc 2 mũi móc kép. Sau đó 3 bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân móc ngay chỗ này, móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình thêm 1 mũi móc kép nữa. Tiếp tục 3 bính, 1, 2, 3. Đến ô bên này tương tự, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, thêm 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này, móc mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Chúng ta có tất cả là 6 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào ô chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau khi móc xong 2 mũi móc kép này, chúng ta sẽ không thêm bính. Các bạn đâm kim móc qua phía bên này luôn, móc cho mình 2 mũi móc kép nữa thì chúng ta sẽ kết thúc 2 ô ở hàng 39. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng 39 này thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 40, ở đây mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái chân thứ nhất, móc 1 mũi móc kép. Chân thứ 2, 1 mũi móc kép.
Chân thứ ba các bạn móc cho mình hai mũi móc kép. Tiếp tục, mỗi một chân các bạn lại đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chỗ này móc hai mũi móc kép. Móc lên hai bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân móc hai mũi móc kép. Sau đó móc 3 bính 1 2 3. Đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình hai mũi móc kép. Sau đó hai bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân ngay chỗ này, móc cho mình thêm hai mũi móc kép nữa. Sau khi móc xong hai mũi móc kép ở đây, các bạn sẽ không thêm bính, chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này móc hai mũi móc kép. Sau đó là hai bính. Đâm kim móc vào phía dưới cùng chân ngay chỗ này móc hai mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính 1 2 3. Đâm kim móc vào giữa chỗ này móc 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân móc cho mình thêm 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục 3 mũi bính. Đến chỗ này các bạn đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc cho mình một mũi móc kép. Đâm kim móc vào chân thứ hai móc một mũi móc kép. Đâm kim móc vào chân thứ ba móc một mũi móc kép. Ở chân thứ tư này các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Những chân còn lại mỗi một chân là một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn đâm kim móc vào chân phía bên này luôn, chúng ta sẽ không thêm bính. Một chân là một mũi móc kép, chân thứ hai một mũi móc kép. Chân thứ ba cũng là một mũi móc kép. Chỉ có chân thứ tư thì các bạn mới tăng mũi cho mình, móc cho mình hai mũi móc kép. Như vậy ở đây chúng ta tăng một mũi thì mình sẽ có tất cả là 8 mũi móc kép ở hàng này. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chỗ này, chúng ta lặp lại ô đầu tiên. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào giữa chỗ này móc 2 mũi móc kép. Sau khi các bạn móc xong hàng 39 đến hàng 40, các bạn cũng dời kim móc vào cái chân đầu tiên mũi móc kép ở đây cho mình, sau đó móc lên 3 mũi bính. Chân thứ hai các bạn móc một mũi móc kép, chân thứ ba các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân thứ tư các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân, chân thứ năm và chân thứ sáu các bạn lại móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này móc cho mình hai mũi móc kép, hai mũi bính và hai mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên 3 mũi bính. Ở giữa chỗ này chúng ta sẽ móc một mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên hai mũi bính, tiếp tục hai mũi móc kép, hai bính và thêm một mũi móc kép nữa. Các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới ô bên này, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính, ở trên móc đầu tiên 1 mũi móc kép, trên móc thứ 2 1 mũi móc kép, trên móc thứ 3 1 mũi móc kép, trên móc thứ 4 các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân, trên móc thứ 5 và trên móc thứ 6 mỗi một chân các bạn lại móc cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Các bạn đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình một mũi móc đơn. Qua phía bên này chúng ta lặp lại ở cái ô đầu tiên. Đầu tiên là một mũi móc kép, chân thứ hai một mũi móc kép, chân thứ ba một mũi móc kép,
Chân thứ tư hai mũi móc kép chụm chân. Chân thứ năm và chân thứ sáu mỗi một chân là một mũi móc kép. Tiếp tục ba mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc hai mũi móc kép, hai mũi bính, hai mũi móc kép, lên ba bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc một mũi móc kép, hai mũi bính, hai mũi móc kép, hai mũi bính và một mũi móc kép. Sau đó móc lên ba bính, tương tự đâm kim móc vào phía dưới, móc hai mũi móc kép, hai mũi bính, hai mũi móc kép. Sau đó tiếp tục ba mũi bính. Ở đây mình sẽ tăng mũi ở cái chân thứ tư. Mỗi một chân là một mũi móc kép. Đến chân thứ tư thì các bạn móc cho mình hai mũi móc kép. Chân thứ năm và chân thứ sáu mỗi một chân là một mũi móc kép. Móc lên ba mũi bính, đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc một mũi móc đơn, sau đó lại móc ba mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng 40. Ở đây mình đã móc xong hàng 40 rồi nên mình sẽ không hướng dẫn lại. Đến hàng 41, các bạn sẽ móc ở cuối hàng 40 này, mình chỗ này mình móc lên 3 mũi bính để kết thúc hàng. Sau đó mình nối qua bên này luôn. Như vậy là mình đã vừa xong được hàng 40. Đến hàng 41 thì các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai các bạn cũng móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc thứ ba các bạn móc một mũi móc kép. Đến chân móc thứ tư các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Lên hàng 40 này thì ở chỗ này mình sẽ có tất cả là 8 mũi móc kép. Những chân còn lại, mỗi một chân các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép mà thôi. Móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào ô đầu tiên chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình tiếp tục 2 mũi móc kép nữa. Sau đó móc 3 bính, qua phía bên này, đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc 2 mũi móc kép. Sau khi móc xong 2 mũi móc kép này, chúng ta sẽ không thêm bính, đâm kim móc qua phía bên này luôn, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó lại 2 bính và thêm 2 mũi móc kép cùng chân. Tiếp tục 3 mũi bính. Chỗ này mình cũng có 2 mũi móc kép, 2 bính và 2 mũi móc kép. Móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi móc kép. Đâm kim móc vào chân thứ hai các bạn cũng móc một mũi móc kép. Chân thứ ba một mũi móc kép. Chỉ chân thứ tư các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục mỗi một chân các bạn lại tiếp tục móc cho mình một mũi móc kép mà thôi. Ở đây mình có tất cả là 8 mũi móc kép. Sau đó các bạn không thêm bính, chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía trên mũi móc kép bên này luôn. Móc tương tự, chân đầu tiên một mũi móc kép, chân thứ hai một mũi móc kép, chân thứ ba một mũi móc kép, chân thứ tư hai mũi móc kép chụm chân. Còn lại mỗi một chân là một mũi móc kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này thì chúng ta sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 40 đến hàng 41 các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép.
Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Các bạn đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân. Móc thêm 2 mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 3 bính. Đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính. Đâm kim móc cùng chân ở phía dưới, móc 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Chúng ta đâm kim móc qua phía bên này luôn. Móc 2 mũi móc kép. Sau đó 3 bính. Xin lỗi các bạn, 2 bính thôi. Lại đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc qua chỗ này, móc 2 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính. Tiếp tục 2 mũi móc kép. 3 mũi bính. Mỗi một chân móc các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc 1 mũi móc kép. Sau đó tiếp tục mỗi một chân lại là 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 41, các bạn móc lên chỗ này cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục mỗi một chân móc các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Và ở chân cuối cùng ngay chỗ này mình sẽ bỏ qua không móc. Ở đây mình sẽ có tất cả là 2, 4, 6 mũi móc kép, 3 mũi bính. Sau đó các bạn móc lên mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Và chúng ta sẽ móc 6 mũi bính giống như thế này. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào ô đầu tiên và móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc 3 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào cái sợi dây bính ở phía dưới này, móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, ở chân đầu tiên và chân cuối cùng chỗ này mình sẽ không móc. Các bạn bỏ qua, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình mỗi một chân móc là 1 mũi móc kép. Ở đây mình sẽ có tất cả là 15 mũi móc kép. Sau khi móc xong 15 mũi móc kép này, các bạn móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới và móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Móc vào đây, 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào sợi dây bính ở phía dưới, móc cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía bên này, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục 3 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc 2 kép, 2 bính, 2 kép. Móc lên 3 mũi bính,
Tương tự ở chỗ kia thì các bạn cũng đâm kim móc vào cái chân thứ hai, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua. Đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ có tất cả là 15 mũi móc kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này thì mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 41 đến hàng 42, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép và ở chân cuối cùng ở phía bên này các bạn bỏ qua không móc. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Ở phía chỗ này các bạn móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép, tiếp tục móc cho mình 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới mũi móc kép ở chân chỗ này, móc một mũi móc kép, sau đó là 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc cho mình thêm một mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính. Ở đây mình cũng móc tương tự 2 mũi kép, 2 bính, 2 mũi kép. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Ở phần chỗ này, mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Tương tự chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc qua phía bên này móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó móc 3 bính, tiếp tục móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào chân mũi móc kép ở phía dưới này, móc một mũi móc kép, 3 bính, thêm một mũi móc kép cùng chân. Móc lên 2 bính, đâm kim móc qua bên này, móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, chỗ này 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc 3 bính, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Mỗi một chân móc chúng ta sẽ móc một mũi móc kép giống như thế này. Sau đó các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này. Bắt đầu từ đây thì mình sẽ không chỉ các bạn móc nữa, mình chỉ đọc cho các bạn để các bạn móc theo thôi. Sau khi các bạn móc xong hàng 42 đến hàng 43, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép và ở chân cuối cùng chỗ này các bạn bỏ qua không móc. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào ở phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào ô kế bên chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc. Móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào trên móc đầu tiên ở chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó móc 3 mũi bính. Trên bên này các bạn cũng móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 bính. Chỗ này mình móc cũng tương tự ở như ở phía dưới, 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Bên này 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Ở chỗ này, trên đầu tiên và trên cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân thứ hai, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ có tất cả là 11 mũi móc kép. Tiếp tục 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này móc 2 mũi kép, 2 bính, 2 kép. Mỗi một hàng mình sẽ đọc cho các bạn hai lần. Ở đây 3 bính, 2 kép, 2 bính và 2 kép. Móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào trên bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 bính. Chỗ này mình móc tương tự
hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên ba bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình hai mũi móc kép, hai mũi bính và hai mũi móc kép. Tiếp tục móc lên ba bính. Chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua, chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình lần lượt mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Sau đó các bạn lại lặp lại. Giống ô đầu tiên, các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này. Sau khi các bạn móc xong hàng 43 đến hàng 44, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó mỗi một chân móc, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Và ở chân cuối cùng ngay chỗ này chúng ta sẽ không móc. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào ở phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào sợi dây bính ở phía dưới này, móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và 2 mũi móc kép. Móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Ở đây chân đầu tiên và chân cuối cùng mình cũng bỏ qua không móc. Các bạn sẽ đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 9 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc qua bên này, móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Sau đó lại móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới này, mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây chúng ta sẽ có 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc qua ở phía dưới sợi dây bính ở dưới này, móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục 2 bính. Ở đây chúng ta sẽ có 2 mũi móc kép, mỗi một chân là một mũi. Tiếp tục 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, tương tự móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Ở đây mình cũng móc 9 mũi móc kép. Mũi đầu tiên, chân đầu tiên và chân cuối cùng chúng ta sẽ không móc, các bạn bỏ qua. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này. Sau khi các bạn móc xong hàng 44 đến hàng 45, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục hai chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Đến chân thứ ba các bạn bỏ qua không móc. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc qua phía bên này, các bạn cũng móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Sau đó các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Ở trên móc đầu tiên bên này, các bạn móc cho mình 2 mũi kép chụm chân. Chân thứ hai các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính, đâm kim móc vào chân ở giữa chỗ này, móc 1 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc cùng chân ở phía dưới, móc một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính. Chân đầu tiên bên này các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân thứ hai móc 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó các bạn móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Chỗ này chúng ta cũng có 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Ở chỗ này chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn cũng bỏ qua cho mình. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân thứ hai, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây mình có tất cả là 7 mũi móc kép. Sau khi móc xong 7 mũi móc kép này, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính.
Chúng ta lặp lại ô đầu tiên, móc lên 3 bính, sau đó đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Chân đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ hai móc 1 mũi móc kép, sau đó móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 1 mũi móc kép, sau đó là 3 mũi bính. Tiếp tục 1 mũi móc kép cùng chân, móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc 1 mũi móc kép. Chân thứ hai các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép, sau đó móc lên 3 bính, đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào dưới chỗ này, móc cho mình 2 kép, 2 bính và 2 kép. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn cũng bỏ qua cho mình, đâm kim móc vào chân thứ hai, bắt đầu móc. Mỗi một chân là một mũi móc kép giống như thế này. Ở đây mình cũng có 7 mũi móc kép. Nếu các bạn nghe không kịp hay là nhanh quá thì các bạn có thể vừa móc vừa bấm dừng lại đến chỗ nào các bạn đang móc. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng, mình sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hàng 45 đến hàng 46, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, đâm kim móc vào chân móc đầu tiên, móc cho mình 1 mũi móc kép. Ở đây mình sẽ không thêm bính. Chân thứ hai chỗ này các bạn bỏ qua không móc. Móc vào đây cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và 2 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Sau đó móc lên cho mình 2 mũi bính. Ở chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng, các bạn móc cho mình mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Ở chân móc thứ hai các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình 1 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và thêm 1 mũi móc kép cùng chân. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Chân đầu tiên 1 mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân thứ ba 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Ở chỗ này mình sẽ không thêm bính. Ở chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Các bạn móc vào chân thứ hai, bắt đầu từ chân thứ hai, mỗi một chân móc các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Ở đây mình sẽ còn 5 mũi móc kép. Qua phía bên này các bạn cũng không thêm bính cho mình. Chúng ta sẽ lặp lại ở ô đầu tiên. 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía bên này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép, chân móc thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân móc thứ ba 1 mũi móc kép. Móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc 1 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính, 2 mũi móc kép, 2 bính và 1 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Chân đầu tiên 1 mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân thứ ba 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ô chỗ này, móc 2 kép, 2 bính và 2 kép. Phía bên này mình sẽ không thêm bính, các bạn đâm kim móc vào chân thứ hai, móc mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Chân đầu tiên và chân cuối cùng mình sẽ không móc. Ở đây mình cũng còn có 5 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn chỗ này cũng không thêm bính. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này.
Sau khi các bạn móc xong hàng 46 đến hàng 47, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Và ở trên móc đầu tiên này các bạn bỏ qua không móc. Các bạn đâm kim móc vào chỗ này, mình chỉ móc lên 3 mũi bính thôi. Các bạn đâm kim móc vào ô đầu tiên, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ô tiếp theo, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi móc kép. Đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Đâm kim móc vào chân thứ ba, một mũi móc kép. Chân thứ tư, một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Ở ô đầu tiên chỗ này các bạn móc cho mình 2 kép, 2 bính, 2 kép. Ở đây mình sẽ không thêm bính, các bạn đâm kim móc qua chỗ này. Móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai, 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ ba, một mũi móc kép. Chân thứ tư cũng là một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Chỗ này chúng ta sẽ móc 2 kép, 2 mũi bính, 2 kép. Tiếp tục 3 mũi bính. Ở đây tương tự 2 mũi kép, 2 bính, 2 kép. Chỗ này mình sẽ không thêm bính, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Chúng ta sẽ đâm kim móc bắt đầu từ chân thứ hai, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ còn 3 mũi móc kép. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép này, các bạn sẽ không móc lên mũi bính nào. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chỗ này, móc ô thứ hai. Đầu tiên sẽ là 2 mũi bính, xin lỗi các bạn, 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, 2 kép, 2 bính, 2 kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, chân đầu tiên 1 mũi móc kép. Chân thứ hai, 2 mũi kép chụm chân. Chân thứ ba, 1 mũi móc kép. Chân thứ tư, 1 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Chỗ này các bạn móc cho mình 2 kép, 2 bính, 2 kép. Ở đây mình sẽ không thêm bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Ở đây mình sẽ móc 2 mũi bính, chân đầu tiên 1 kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân thứ ba 1 mũi móc kép, chân thứ tư 1 mũi móc kép. Tiếp tục 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới này, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, 2 kép, 2 bính, 2 kép. Ở đây mình sẽ không thêm bính, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc một mũi móc kép. Chân thứ ba một mũi móc kép, chân thứ tư một mũi móc kép. Chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Sau khi móc xong 3 mũi kép chỗ này, các bạn cũng không thêm bính, đâm kim móc tiếp tục bắt đầu từ chỗ này. Các bạn móc cho mình đến hết hàng này. Sau khi các bạn móc xong hàng 47 đến hàng 48, các bạn dời kim móc vào ở giữa này cho mình. Sau đó các bạn móc lên cho mình một 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 bính. Ô chỗ này các bạn cũng móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào chân đầu tiên, các bạn móc một mũi móc kép. Chân thứ hai một mũi móc kép. Chân thứ ba 2 mũi kép chụm chân. Chân thứ tư một mũi móc kép. Chân thứ năm một mũi móc kép. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 6 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này. Các bạn cũng tương tự móc cho mình, chỗ này thì mình sẽ không móc. Các bạn đâm kim móc qua bên này, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Chân đầu tiên móc 1 mũi móc kép, chân thứ hai 1 mũi móc kép, chân thứ ba 2 mũi kép chụm chân. Chân thứ tư và chân thứ năm mỗi một chân là 1 mũi. Ở đây mình cũng có 6 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này. Các bạn cũng móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục 3 mũi bính.
đâm kim móc qua bên này móc 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Đến đây thì mình sẽ không tăng bính. Các bạn móc vào ở giữa cái mũi móc kép trên mũi móc kép này, móc một mũi móc kép trên đầu và trên cuối thì chúng ta sẽ bỏ qua. Sau khi móc một mũi móc kép ngay đây, qua bên này mình cũng không tăng bính, các bạn đâm kim móc vào bên này, chúng ta sẽ lặp lại ô đầu tiên 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép, tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào chỗ này móc 2 kép, 2 bính và 2 kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Chân đầu tiên 1 mũi kép, chân thứ 2 1 mũi móc kép, chân thứ 3 2 mũi kép chụm chân. Chân thứ 4 và chân thứ 5 các bạn móc cho mình mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào chỗ này, các bạn móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Ở giữa này mình sẽ không có mũi kép nào nên mình sẽ móc qua bên này 2 kép, 2 bính và 2 kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào chân đầu tiên móc 1 mũi móc kép, chân thứ 2 1 mũi móc kép, chân thứ 3 các bạn móc cho mình 2 mũi kép chụm chân, chân thứ 4 và chân thứ 5 mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Phía bên này tương tự 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính, đâm kim móc vào ô chỗ này móc 2 kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Chỗ này chúng ta sẽ không thêm bính, đâm kim móc vào mũi móc kép ở giữa phía dưới, chúng ta sẽ móc một mũi móc kép mà thôi, không thêm bính. Chúng ta sẽ lặp lại cái ô đầu tiên ở chỗ này, các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 48 đến hàng 49, các bạn cũng dời kim móc vào chỗ này cho mình, móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới móc một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới móc 2 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Ở ô đầu tiên bên này các bạn móc cho mình cũng là 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 bính. Chân đầu tiên, chân thứ 2, chân thứ 3 mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Chân thứ 4 các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Ở đây mình sẽ tăng thêm 1 mũi móc kép ở chân thứ 4. Chân thứ 5 và chân thứ 6 móc thêm 1 mũi móc kép, tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào ở phía dưới móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục các bạn móc lên 2 bính, đâm kim móc vào sợi dây bính ở phía dưới móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau khi móc xong mũi móc kép ở chỗ này, các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính, tiếp tục đâm kim móc ở phía dưới móc cho mình 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Tương tự chân 1, chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Chân thứ tư các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ năm và chân thứ sáu các bạn móc cho mình mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Ở đây mình có tất cả là 7 mũi móc kép, cứ mỗi một hàng lên thì chúng ta sẽ tăng thêm 1 mũi móc kép mà thôi. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào dưới này móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc 2 bính. Ở chỗ này tương tự 2 kép, 2 bính, 2 kép. Đến chỗ này thì các bạn đừng thêm bính cho mình, các bạn móc qua bên này luôn là móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Chúng ta sẽ lặp lại ô đầu tiên ở ngay chỗ này là móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Tương tự trên 3 chân đầu tiên mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Chân thứ 4 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ 5 và chân thứ 6 mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Tiếp tục 3 mũi bính, 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới móc 2 kép, 2 bính, 2 kép. Móc lên 2 bính, đâm kim móc vào sợi dây bính ở ngay chỗ này móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó là 2 mũi bính. Qua tới bên này 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Chân 3 chân đầu tiên mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Chân thứ 4 2 mũi kép chụm chân. Chân thứ 5 và chân thứ 6 mỗi một chân 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc qua bên này móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Tiếp tục 2 mũi bính, đâm kim móc qua chỗ này 2 kép, 2 bính, 2 kép.
Đến đây thì mình sẽ không thêm bính, các bạn đâm kim móc qua phía bên này cho mình, móc 2 kép, 2 bính, 2 kép. Các bạn tiếp tục lặp lại cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 49 đến hàng 50, các bạn cũng dời kim móc vào giữa này cho mình và móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình một mũi móc kép mà thôi. Sau đó móc lên 2 bính. Ở ô đầu tiên bên này các bạn móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 bính. 3 chân đầu tiên mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ tư các bạn tăng cho mình thêm một mũi móc kép là 2 mũi móc kép chụm chân ở chân thứ tư. 3 mũi còn lại mỗi một chân các bạn cũng móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ có tất cả là 8 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Ở chỗ này chúng ta sẽ móc 1 mũi móc kép, 3 mũi bính, 1 mũi móc kép. Tiếp tục 2 mũi bính, 2 mũi móc kép, 2 mũi bính và 2 mũi móc kép. Móc lên 2 mũi bính. 3 chân đầu tiên mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ tư, 2 mũi móc kép chụm chân. 3 chân tiếp theo đó, mỗi một chân là một mũi móc kép. Tương tự ở đây mình cũng có 8 mũi móc kép. Sau khi móc xong 8 mũi móc kép này, các bạn cũng móc lên cho mình 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Ở ô cái ô đầu tiên chỗ này, các ô cuối cùng ở chỗ này thì các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Ở đây mình sẽ không thêm bính, các bạn đâm kim móc qua phía bên này luôn, móc cho mình cũng là 2 mũi móc kép. Chúng ta sẽ bắt đầu ô thứ hai ở chỗ này. Sau khi móc xong 2 mũi móc kép ở đây, các bạn móc cho mình 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. 3 ô, 3 chân đầu tiên, mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ tư, 2 mũi kép chụm chân. 3 chân còn lại, mỗi một chân là một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Tiếp tục 2 mũi bính. Đâm kim móc vào chân mũi móc kép ở phía dưới này, các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép, 3 mũi bính và 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới, móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Móc lên 2 bính. Ở phía bên này cũng tương tự, 3 chân đầu tiên, mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ tư, 2 mũi kép chụm chân và 3 chân còn lại, mỗi một chân cũng là một mũi móc kép. Sau khi móc 8 mũi móc kép này xong, các bạn cũng móc lên cho mình 2 mũi bính. Ở đây mình cũng móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Đến chỗ này thì các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Ở đây mình có 2 mũi móc kép. Móc xong 2 mũi móc kép này các bạn cũng không thêm bính. Chúng ta sẽ đâm kim móc qua phía bên này luôn, móc cho mình cũng là 2 mũi móc kép. Thì mình sẽ kết thúc được ô thứ hai ở hàng này. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 50 đến hàng 51, các bạn cũng dời kim móc vào ở giữa này cho mình và móc lên 3 mũi bính. Sau đó các bạn đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên một mũi bính. Ở đây, 3 chân đầu tiên mình móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ tư mình móc 2 mũi móc kép chụm chân và những chân còn lại mỗi một chân một mũi móc kép. Ở đây mình móc một mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 bính, móc tiếp 2 mũi móc kép, 2 bính và một mũi móc kép nữa. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Qua tới bên này, tương tự các bạn cũng móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Chúng ta sẽ tăng ở cái ở giữa chỗ này 2 mũi móc kép chụm chân. Ở đây mình sẽ có tất cả là 9 mũi móc kép. Các bạn cứ tăng
chỗ trên móc thứ ba hoặc là trên móc thứ tư gì đều được hết. Ở đây mình móc tới trên thứ năm lần, móc tiếp một mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình hai mũi móc kép, sau đó móc lên hai bính. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào ở giữa chỗ này, móc hai mũi móc kép chỗ này, tiếp tục hai bính qua tới bên này. Chúng ta lặp lại ô đầu tiên là hai mũi móc kép, sau đó một mũi bính. Ở đây bốn chân đầu tiên mình móc mỗi một chân là một mũi móc kép, đến chân thứ năm thì mình móc hai mũi móc kép, và ba chân còn lại thì mỗi một chân cũng là một mũi móc kép, và chúng ta cũng có 9 mũi móc kép ở chỗ này. Sau đó móc lên ba mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc hai kép, hai bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình một mũi kép, hai mũi bính, hai mũi kép, hai mũi bính và một mũi móc kép. Tiếp tục móc, ở đây mình móc thiếu mất hai mũi móc kép ngay đây rồi. Các bạn móc cho mình ở chỗ này hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Lát nữa mình sẽ tháo ra và móc lại, nhưng các bạn hãy móc đúng chỗ này cho mình là hai kép, hai bính và thêm hai kép nữa. Sau khi móc xong chỗ này thì các bạn cũng móc lên cho mình là ba mũi móc bính, ba mũi bính. Tiếp tục qua tới chỗ này thì mình sẽ móc 4 mũi móc kép liền nhau, chân thứ năm mà móc hai mũi móc kép chụm chân, và ba chân còn lại móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Đến đây thì chúng ta móc một mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình chỉ hai mũi móc kép thôi. Móc lên hai mũi bính chỗ này, hai mũi kép ngay phía giữa chỗ này, chúng ta sẽ móc hai mũi kép. Tiếp tục móc lên hai kép, đâm kim móc qua bên này, chúng ta bắt đầu ô thứ ba cũng là hai kép, và ở đây mình chỉ có một mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 51 đến hàng 52, các bạn dời kim móc vào chân móc đầu tiên ở đây cho mình và móc lên cho mình ba mũi bính. Ba chân đầu tiên chỗ này các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Đến chân chỗ này móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Bốn chân còn lại móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 10 mũi móc kép. Tiếp tục ba mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Sau đó móc lên hai bính, đâm kim móc qua bên này, móc hai bính, xin lỗi các bạn, móc hai mũi kép, hai mũi bính, hai mũi kép. Tiếp tục móc lên ba mũi bính, ở giữa này chúng ta sẽ móc lên ba mũi bính, đâm kim móc qua chỗ này, móc hai kép, hai bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc hai kép, hai bính và hai kép. Móc lên ba mũi bính. Bốn chân đầu tiên các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ năm các bạn móc cho mình hai mũi kép chụm chân, và bốn chân còn lại móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ có tất cả là 10 mũi móc kép. Sau khi móc xong 10 mũi móc kép này, các bạn móc lên cho mình một mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình hai mũi móc kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính, đâm kim móc qua bên này, móc cho mình hai mũi móc kép. Sau đó móc lên một mũi bính qua tới bên này. Như vậy chúng ta đã vừa kết thúc được một ô đầu tiên. Bên này thì tương tự, đầu tiên là 4 mũi móc kép, mỗi một chân một mũi, mũi thứ năm là hai chân, hai mũi chụm chân, 4 mũi còn lại mỗi một chân một mũi. Tiếp tục 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này, móc hai kép, hai bính, hai kép. Tiếp tục 3 mũi bính, chỗ này là hai kép, hai bính và hai mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, hai kép, hai bính, hai kép. Tiếp tục là hai mũi bính, chỗ này cũng móc hai kép, hai bính và hai mũi kép. Đến chỗ này là ô cuối cùng, các bạn móc 3 mũi bính. 4 chân đầu tiên cũng là mỗi một chân một mũi móc kép. Chân thứ 5, hai mũi móc kép chụm chân, và 4 chân còn lại mỗi một chân cũng là một mũi móc kép. Tương tự thì ở đây mình cũng có tất cả là 10 mũi móc kép. Qua tới bên này, các bạn móc lên cho mình ở đây là một mũi bính. Sau đó đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình hai mũi móc kép, tiếp tục hai bính và hai mũi móc kép ở chỗ này. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc xong hai ô. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 52 đến hàng 53, các bạn cũng móc lên cho mình ba mũi bính.
Bốn chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình mỗi 10 chân là một mũi móc kép. Chân thứ 5 các bạn móc cho mình hai mũi móc kép chụm chân. Bốn chân còn lại các bạn móc cho mình mỗi 10 chân là một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính. Đâm kim móc vào chỗ này móc cho mình hai kép, hai bính và hai mũi kép. Móc lên hai bính, đâm kim móc vào phía dưới này các bạn cũng móc cho mình hai kép, hai bính và hai mũi kép. Móc lên hai bính, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào sợi dây bính nhỏ ở phía dưới này móc cho mình một mũi móc kép mà thôi. Móc lên hai bính. Chỗ này các bạn móc cho mình hai kép, hai bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính, đâm kim móc qua chỗ này, móc cho mình hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Móc lên ba mũi bính. Bốn chân ở đây mình bốn chân, năm chân đầu tiên mỗi một chân là một mũi móc kép. Đến chân thứ 6 các bạn móc cho mình hai mũi kép chụm chân. Bốn chân còn lại mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ có tất cả là 11 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên một mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình hai mũi móc kép. Sau khi móc xong hai mũi móc kép ở đây, mình sẽ móc lên một mũi bính. Qua bên này các bạn cũng móc cho mình 5 mũi đầu tiên là mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân thứ 6 các bạn móc cho mình hai mũi kép chụm chân và bốn chân còn lại mỗi một chân các bạn cũng móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, chúng ta sẽ lặp lại ô bên kia. Hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Móc lên hai mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới và móc hai kép, hai bính, hai kép, móc lên hai mũi bính. Ở đây mình sẽ có một mũi móc kép. Tiếp tục hai mũi bính. Qua bên này hai kép, hai bính và hai mũi kép. Móc lên hai mũi bính, hai kép, hai bính và hai mũi kép. Ở đây mình sẽ móc ba mũi bính. Bốn chân đầu tiên mình sẽ móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Đến chân thứ 5 thì các bạn móc cho mình là hai mũi kép chụm chân và năm chân còn lại thì các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Cứ lên một hàng thì chúng ta sẽ tăng một mũi. Ở đây mình sẽ móc một mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới này và móc cho mình hai mũi móc kép ở đây. Sau đó móc lên một mũi bính. Tiếp tục mà bốn mũi móc kép. Chân thứ 5 là hai mũi kép chụm chân và năm chân còn lại các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Các bạn móc xong hàng 53 đến hàng 54 các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Ở đầu hàng 54 này mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây mình sẽ không tăng hàng. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chỗ này móc cho mình hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính. Chúng ta sẽ đâm kim móc chỗ này móc cho mình hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Móc lên hai mũi bính, đâm kim móc vào phía dưới sợi đâm kim móc vào chân dưới này móc cho mình một mũi kép, ba mũi bính và một mũi kép giống như thế này. Tiếp tục móc lên hai bính, tương tự ở đây mình sẽ móc hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Móc lên hai mũi bính, bên này hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính. Chỗ này tương tự các bạn cũng móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Sau khi móc xong chỗ này, các bạn sẽ không thêm bính. Chúng ta sẽ móc qua bên này luôn. Các bạn cũng móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép giống như thế này. Ở đây mình đã móc cũng gần sắp hết hàng rồi. Các bạn móc tiếp cho mình 3 mũi bính ngay đây. Chúng ta sẽ lặp lại ô đầu tiên. Ở đây là hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Tiếp tục móc lên hai mũi bính. Ở đây thì hai kép, hai bính, hai kép. Tiếp tục hai mũi kép. Xin lỗi các bạn, hai mũi bính. Ở đây là một kép, ba bính, một kép. Móc lên cho mình ở đây hai mũi bính. Móc tiếp ở đây hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Hai mũi bính. Sau đó ở chỗ này hai kép, hai bính và hai kép. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính. Tương tự mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Đến chỗ này chúng ta không thêm bính, móc qua bên này luôn. Mỗi một chân móc cũng là một mũi móc kép.
các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 54 đến hàng 55, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép và chúng ta sẽ chừa cho mình cái chân cuối cùng. Ở đây mình sẽ không móc. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Móc lên 3 mũi bính. Chỗ này các bạn móc tương tự 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào cái chân ở phía dưới này, móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Bên này các bạn cũng móc 2 mũi kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 bính. Ở đây mình sẽ móc 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính, 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc. Ở đây mình sẽ đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho đến chỗ này. Các bạn không móc cho mình cái chân này. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc cho mình một mũi móc kép. Ở bên này tương tự, cái chân đầu tiên các bạn không móc. Chúng ta đâm kim móc vào cái chân thứ hai và móc hết chỗ này. Chân cuối cùng bên này không móc. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Mình sẽ lặp lại ô đầu tiên là 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 mũi bính. Ở đây cũng là 2 kép, 2 bính, 2 kép. Sau đó là 2-3 mũi bính. Trên mũi móc kép này các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi móc kép chụm chân. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Trên bên này các bạn cũng móc cho mình là 2 mũi kép chụm chân. Móc lên 3 bính. Chỗ này sẽ là 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 mũi bính, 2 kép, 2 bính, 2 kép. Tiếp tục, chân đầu tiên các bạn không móc, móc từ cái chân thứ hai cho mình đến chỗ này. Chân đầu tiên, chân cuối cùng ở đây mình cũng không móc. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào giữa chỗ này, móc cho mình một mũi móc kép. Qua đến bên này, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn cũng không móc, bỏ qua cho mình. Móc hết chỗ này. Tiếp tục là 3 mũi bính và chúng ta sẽ lặp lại. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 55 đến hàng 56, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Và ở chân cuối cùng này các bạn bỏ qua không móc. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính. Đâm kim móc vào ô đầu tiên chỗ này, móc cho mình 2 kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Chỗ này các bạn móc tương tự 2 kép, 2 bính, 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Chân đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chụm chân. Chân thứ hai móc 1 mũi móc kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào sợi dây bính ở phía dưới này, móc cho mình một mũi móc kép thôi. Chân đầu tiên, sau khi móc một mũi móc kép ngay đây, các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Chân đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân thứ hai, các bạn móc cho mình 2 mũi kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 bính, đâm kim móc vào phía dưới bên này. Móc cho mình 2 kép, 2 bính, 2 kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Chỗ này các bạn móc 2 kép, 2 bính, 2 kép, sau đó móc lên 3 bính. Phía chỗ này, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn không móc, các bạn bỏ qua, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép giống như thế này. Sau khi móc xong hàng mũi móc kép ở chỗ này, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Chúng ta sẽ lặp lại ô đầu tiên là 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Móc lên 3 bính, 2 kép, 2 bính và 2 kép cùng chân. Móc lên 3 bính. Chân đầu tiên 2 mũi kép, chân thứ hai 1 mũi kép. Chân đầu tiên 2 mũi kép chụm chân thứ hai 1 mũi kép. Móc lên 2 bính, đâm kim móc vào sợi dây bính ở phía dưới và móc cho mình 1 mũi móc kép. Chân đầu tiên bên này là 1 mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân. Móc lên 3 bính. Chỗ này là 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Tiếp tục 2 kép,
2 bính, 2 kép, móc lên 3 bính, tương tự giống nãy. Mình móc chân thứ chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn bỏ qua không móc, bắt đầu từ chân thứ hai móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 56 đến hàng 57, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục mỗi một chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc kép và ở chân cuối cùng này các bạn không móc. Móc lên 3 bính. Ở chỗ này 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Bên này tương tự, 2 kép, 2 bính, 2 kép. Móc lên 3 bính. Chân đầu tiên một mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân thứ ba một mũi móc kép. Móc lên 2 mũi bính. Chỗ này các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Chân đầu tiên và chân cuối các bạn chỉ móc cho mình một mũi móc kép, chân thứ hai thì các bạn thêm mũi cho mình là 2 mũi móc kép chụm chân. Móc lên 3 bính. Chỗ này 2 mũi kép, 2 bính, 2 kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. 2 kép, 2 bính và 2 kép. Móc lên 3 mũi bính. Ở đây cũng tương tự, chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn không móc, các bạn bỏ qua chỗ này. Chân đầu và chân cuối các bạn bỏ qua. Chúng ta sẽ bắt đầu móc từ chân thứ 2. Tiếp tục. Ở đây mình sẽ lặp lại đầu ở cái ô đầu tiên, 3 mũi bính, 2 kép, 2 bính, 2 kép, 3 mũi bính, 2 kép, 2 bính, 2 kép, 3 mũi bính. Chân đầu tiên một mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân thứ ba một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Đây là một mũi kép, 3 mũi bính và một mũi kép. Móc lên 3 mũi bính. Chân đầu tiên một mũi móc kép, chân thứ hai 2 mũi kép chụm chân, chân thứ ba một mũi móc kép. Tiếp tục 3 mũi bính. 2 kép, 2 bính và 2 mũi móc kép. Móc lên 3 bính, 2 kép, 2 bính, 2 mũi móc kép. Tiếp tục 3 mũi bính. Chỗ này cũng tương tự, các bạn móc cho mình bắt đầu từ cái chân thứ 2 đến đây và cái chân cuối cùng này mình cũng bỏ qua. Móc lên 3 mũi bính, chúng ta sẽ lặp lại ở cái ô đầu tiên. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng 57 đến hàng 58, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Ở đây mỗi một chân móc các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân cuối cùng ở đây các bạn bỏ qua không móc. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính, đâm kim móc vào chỗ này móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Tiếp tục 2 kép, 2 bính, 2 kép, 3 mũi bính. Ba chân đầu tiên các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép, chân thứ tư móc 2 mũi móc kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 bính. Ở giữa chỗ này các bạn móc cho mình một mũi móc kép đầu tiên, 2 mũi bính. Sau đó móc 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 1 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bính. Tương tự ba chân đầu tiên ở đây các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép, chân thứ hai là 2 mũi kép chụm chân. Móc lên 3 bính. 2 mũi kép, 2 bính và 2 mũi kép, 3 bính. Chỗ này cũng là 2 kép, 2 bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính. Đến chỗ này các bạn móc cho mình bắt đầu từ chân thứ 2, móc mỗi một chân là một mũi móc kép. Chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn cũng bỏ qua, móc lên 3 bính để chúng ta lặp lại ô thứ 2. 2 mũi móc kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép, 3 bính, 2 kép, 2 bính và 2 kép, 3 mũi bính. Ba chân đầu tiên mỗi một chân là một mũi móc kép, chân thứ tư 2 mũi kép chụm chân. Móc lên 3 mũi bính. Chỗ này là một mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép, 2 mũi bính và một mũi bính, một mũi kép. Chỗ này ba chân đầu tiên mỗi một chân là một mũi móc kép, chân thứ tư là 2 mũi kép chụm chân. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Ở phía dưới này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Móc lên 3 bính, tiếp tục 2 kép, 2 bính, 2 kép. Móc lên 3 mũi bính.
Ở chân đầu tiên và chân cuối cùng các bạn không móc bỏ qua, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Đến đây thì mình đã được hai ô ở hàng này. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong đến hàng 58 thì chúng ta đã hoàn thành xong được một cái váy. Đến phần cổ áo, các bạn viền xung quanh cái phần cổ áo này cho mình một hàng mũi móc đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc những mũi bông dâu trên cái hàng mũi móc đơn này. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi bính. Các bạn đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc qua cho mình. Đâm kim móc vào chân kế bên, móc một mũi móc đơn. Như vậy chúng ta đã có một mũi bông dâu. Chúng ta sẽ cắt mũi bông dâu này với mũi bông dâu kia 3 mũi móc đơn hoặc là 4 mũi móc đơn tùy các bạn. Như vậy móc lên 3 mũi 4 mũi bính. Đâm kim móc vào chân phía dưới. Nếu bạn nào chưa biết móc mũi bông dâu thì các bạn xem lại video của mình hướng dẫn móc mũi căn bản. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào phía dưới. Chân kế bên móc lên giống như thế này. Móc tiếp 3 mũi móc đơn. Móc lên 4 mũi bính. Đến đây thì chúng ta sẽ cắt. Như vậy mình đã vừa hoàn thành xong viền cổ áo giống như thế này. Sau khi các bạn viền xong phần cổ áo là một hàng mũi đơn và mũi bông dâu thì chúng ta đã hoàn thành xong được một cái váy giống như thế này. Chúc các bạn thành công!